Hello, chào mọi người. Hôm nay mình có chuyến đi rừng. Mấy ngày nay thì mưa hầu như là cả tháng nay mưa. Mình thấy trên này có mấy cái đường mà nước suối nó chảy xuống. Ở đây có một suối nè. Mình sẽ băng theo đường suối mình lên trên đó, mình xem trên đó có những cây gì. Không biết là có cây trò mồi trên đó hay không. Ở đây mình phát hiện có một cái miếu nhỏ. Trong này có nhang, có nước ngọt, bánh kẹo và thậm chí là có một tờ tiền. Thì mình sẵn thì nhân tiện ghé ngang qua đây thì mình sẽ thắp một cây hương rồi bắt đầu mình lên núi mình sang tìm những cái phôi bonsai nha. Phía dưới là biển, bãi biển rất là đẹp. Bây giờ mình theo suối mình lên nha. Cái đường nó trơn nên cũng hơi khó đi. Chung là chỗ này là chỗ đầu tiên mình tới, cũng không biết trên đó nó có cây có đất gì hay không. Mình cứ leo lên thử nha. Dốc nó hơn 45 độ. Đi này phải hết sức cẩn thận. Ở mình thì bữa giờ cũng mưa hơn một tháng nay rồi. Đi lấy cây thì còn phải mạo hiểm thì mới có cây. Thì mấy chỗ mà dễ đi thì có người khác họ lấy hết rồi. Chắc mà theo đường này lên được này. Không có chỗ bám. Ở chỗ này thì nước nó chảy xuống đó, nên đất thì nó không có, mình phải băng lên trên thì mới may đâu mình mới thấy được rừng. Đây có đường trống mình dễ đi này. Cây rất là to. Cây này không biết cây gì nhé. Ồ, cây này là cây mận rừng. Quá trời to luôn.
Đây, mình bắt đầu mình thấy chồi mồi này, một cây chồi mồi. À, đây cũng có cây chồi mồi lớn luôn. Gốc to nhé. Gốc rất là đẹp. Gốc này. Cái thân nó này rồi nó thân nó đưa qua nữa. Cây chồi mồi lớn. Dưới kia của mình cũng thấy một cây chồi mồi nữa kìa. Khu này có chồi mồi rồi. Lâu rồi mình không tìm được chồi mồi lớn. Cái này nó nằm trên đá. Rất là đẹp này. Ôi, cây rất là đẹp. Cực kỳ đẹp ha. Cây chồi mồi lớn. À, cái chân đế nó này. Cây chồi mồi cực kỳ đẹp. Rồi đầu tiên mình sẽ lấy cái này. Quá tuyệt vời. Nó nằm bài nó chài qua. Hàng quái đẹp nữa. Lâu lắm rồi mình mới quay được những cây hàng độc đẹp như này. Cây đầu tiên trong video. Bây giờ mình trước khi mình lấy cây này thì mình đi dạo xung quanh xem còn cây gì không. Cây này cũng đẹp nha, chồi mồi này. Này, hai cây. Đây có một tảng đá lớn. Mình chắc mình đi dạo lên trên kia rồi mình quay lại mình lấy cái này đầu tiên trong video. Hàng quái đẹp. Bây giờ mình để đồ này ở đây. Rồi mình đi dạo một vòng. Sau đó thì quay lại. Mọi người xem video nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình. Thì mình quay thì lúc đầu thì tiền YouTube nó rất là ít. Nên cũng mong mọi người ủng hộ bằng cách là nhấn like và chia sẻ kênh. Cái này cũng đẹp nè, cây chồi mồi, cái đế này. Mọi người xem mà không nhấn like thì video nó sẽ tiếp cận ít, rất là ít người. Người like thì sẽ có động lực để mình làm những video kế tiếp. Ủa, khu này chồi mồi quá trời luôn. Cái này, cái chồi mồi nữa này. Cây già đẹp ha. Chồi mồi sẻ. Chủng hàng sẻ lá dài nha. Dòng này trái nó chín thì nó nặng, nó chịu xuống rất là đẹp. Đây cũng chồi mồi nữa nè. Khu này là mình thấy chồi mồi rất là nhiều. Đa số là những cây hàng cổ thụ, hàng khủng. Tại khu này thì như mọi người thấy mình quay thì đường lên nó rất là khó nên cũng ít ai lên. Cây đẹp thì sẽ có nhiều. Cái cây này nó mục. Như cái này mà mang xuống về trồng cây thì rất là tốt. Cây nó mục lâu năm này. Trước kia mình thấy một cây chồi mồi nữa. Mình lên đó xem. Nó nằm trên đây. Đất đá. Nằm lưng chừng đá thôi. Ở đây thì nếu mà có thì cũng khó đào nha. Tại đa số là đá. Cây này cũng đẹp mà không biết tên.
trên kia mình thấy một cây chò mòi nữa nè. Nó nằm kẹt đá, cái này thì không thể lấy được. Phía bên kia mình thấy cái gì nó quái đẹp luôn, cái cực kỳ quái. Cái này nó rất là quái. Bây giờ thì mình quay lại mình lấy cái chò mồi kia rồi bắt đầu mình đi tiếp nha.
Trên đây thì mình không lấy bâu nha, mà lấy theo cây chân rễ nó dài này, chân rễ nó này. Mình lấy hết chân rễ rồi mình cứ dựng lên rồi tính sau, rồi sửa sau. Đây có một chân nữa này, đây còn có một chân. Phía trước nếu mà có rễ thì mình cắt bỏ nha, mình chỉ lấy cái chân dài nó thôi. Lúc đầu mình nghĩ chỉ có 2-3 chân rễ, nhưng mà nó trải đều hết luôn. Nên mình giữ lại, giữ ngắn lại không để dài. Phía bên này nó cũng có rễ đế nó bao hết luôn. Thì tạm thời thì mình để như này, ở nhà mình sẽ cắt sửa sau. Rễ nó bạch tuộc luôn, rễ như con bạch tuộc, rễ rất quá trời. Và cây đầu tiên trong video cây cực kỳ quái, lâu lắm rồi mình mới được hàng như này, hàng quái đẹp. Cái này mình lấy cũng hơi mất sức, phải đánh hết mấy cây xung quanh nó thì mới lấy được. Thì cây này mình cũng báo giá cho anh em tham khảo, xem nếu mà cảm thấy hợp nhãn, hợp túi tiền thì giao lưu. Cái này hàng khó, mình giao lưu một người là 900 bao ship nha. Cây trồi mồi số 1, cây 900, hàng quái như này thì rất là khó tìm. Trồng thì nó sẽ nổi nguyên bộ đế nó. Mình trồng như này, này. Ở phía trước nó cũng có rễ đế hết á. Rễ nó như con bạch tuộc nó bao hết, bao phủ ra. Rễ mình để tạm thời như này, rồi mình về tới nhà mình sẽ cắt gọt sửa. Tay cành mình cũng sửa lại sau.
để giữ nguyên như này ship đi nha. Nếu mà không có ai chốt thì mình sẽ cắt sữa, thì tầm 2 ngày mình sẽ cắt sữa lại để trồng như này, thì rất là quái, quái đẹp. Cũng hầu như là gần 2 tháng mình mới gặp những cái hàng như này, giá 900 giá cũng hợp lý, tại hàng như này rất là khó tìm, cao lên. Nếu mà tính ra chiều dài tổng thể đó, từ cây chân rễ nó này lên trên trên này thì tầm 1m2 nha, từ cái ngọn này xuống chân rễ thì tầm 1m2, mà nếu mà tính từ thân lên, từ thân sau khi trồng hoàn thiện lên thì cao tầm 90. Rồi tiếp tục mình sẽ đi xung quanh mình tìm cây khác. Tiếp tục thì mình lấy cây này nha. Cây này mặc dù nằm ở vị trí hơi khó mà cũng cố gắng lấy thử. Cái này mình thấy to đẹp. Bên này nè, là thân nó to nhưng mà nó bị bọng lúa rồi nó lên rút chốt lại này. Gốc to nha. Nó nằm bên cạnh cây lớn nên không biết có lấy được hay không. Mình cứ thử đi, dọn ra hết. Mấy cái dây rừng nó quá trời. Mình dọn ra mình lấy cây này tiếp. À, cây thứ hai trong video. Bên cạnh này thì cây này cũng lớn mà cũng nó cũng thuộc hàng khó lấy. Nó kẹp đá. Đá này. Thân này, cây này thì nó đặc luôn, đặc không bị bọng. Chắc là phải dọn rễ ở đây mới lấy được. Thì mình sẽ lấy cây này. Rồi mình sẽ nghiên cứu tiếp tục mình lấy cây lớn này luôn. Khu này thì ba cây lớn nó nằm một chỗ.
cây thứ hai trong video mình cũng lấy được. Cây rất là khó lấy, nó nằm bên cạnh cái cây mận rừng, cái rễ cây mận rừng nó quấn qua này, nó chằng chịt qua luôn. Thì mình cũng đã lấy xong. Cái này thì cao tầm 1 mét, cao tính từ mặt đất này này. Cây u bướu, cây cực kỳ già, cây to. Này nó có bọng nè, bọng cây thân chính nè. Còn mấy cái thân phụ lên nó cũng to nha, mấy thân phụ nó quá trời luôn. Thân chính này nó bọng một quách. Mình cũng giữ lại một ít bầu đất. Cây to, nặng nha. Cây thứ hai. Bữa giờ thì hàng cốt to như này cũng khó tìm á, lâu lắm, lâu mới thấy lại. Cây thứ hai mình cũng giao lưu, cây này cũng giá mềm cho anh em sưu tầm 900 đoạn ship à, cây số 2. Giá này thì rất là mềm. Tại kiếm cái hàng lớn như này nó rất là khó. Một cây này. Cái một gang tay chiều ngang nó thì cũng không hết nha. Chiều ngang này phải 30, hoành thì nó trên 80 rồi. Hoành như này thì chắc chắn là trên 80 rồi. À, mình xin lỗi, hoành nó tầm 80 đó. Cây số 2 giá 900. Rồi thì hôm nay cũng may mắn là được hai cây lớn. Cây đầu video hay mình để đây. Cái này cũng 900. Lúc nãy quay chỗ đó thì hơi khó nhìn, mình mang tới chỗ này thì dễ nhìn hơn. Bộ rễ nó như con bạch tuộc. Hai cây, mỗi cây đều 900. Thì bây giờ chắc mình cũng lấy một hai cây nữa thôi. Cây mini này. Cái này mình cũng lấy giao lưu cho những anh em mà sưu tầm hàng mini nha. Tại mình thấy đế nó này, rút chốt lên, mình cắt ngắn lại. Cái này chắc mình lấy bầu luôn. Rồi bây giờ tiếp tục mình đánh cây số 3, cây chồi mồi. Và cây thứ 3 mình đào được nè. Hoành nó ở tầm 20-22 đó. Cao lên 30. Ở chân đế nó. Mình lấy luôn bầu. Cây số 3, cây mini. Cho những anh em nào mà sưu tầm hàng mini thì cái này mình cũng giao lưu giá mềm, giá hữu nghị nha. 120 thôi, 120 mình bao phí ship luôn. Giá chỉ 120 một cây mini. Hàng này anh em về gột giũa lại làm cây mini để bàn. Nó bay qua một bên. Cây già. Cho mồi thì có thể ghép được sâm nuôi trái nha. Như cốt như này thì mọi người ghép sâm trái chơi hàng mini cũng được. Giá 120 thì giá rất là mềm. Phí ship với công gửi hàng nó cũng hơn nửa tiền rồi. Thì mình bán mấy chục để lấy tiền xăng thôi. Cây số 3, 120. Thì chắc mình sẽ nghiên cứu cây, tiếp tục cây lớn này. Cây lớn này mình nghiên cứu khả năng là bộ rễ nó nằm phía bên đây. Thì nó thân nó ngã qua đó. Có cục đá lớn. Mình sẽ dọn trống bên này ra. Thì mình xem nếu mà lấy được thì lấy, còn không được thì thôi. Mình sẽ đi tìm cây khác. Tại vì cây này nó to, hàng to như này cũng hiếm. Mà đặc biệt là nó không bị bọng lũa hết. Khả năng là bộ rễ ở phía bên này này. Thì nó chài qua, nó trải qua đó. Bây giờ mình đánh thăm dò hỏi bị trầy rễ, đánh nhẹ xuống. Phải lấy từ từ. Chỗ này đất lại khô, hôm nay trời mưa là chỗ này nó thấm nước xuống. Chưa thấy rễ của nó, đánh lên trên này nữa. Khả năng là rễ nó ở đây nè, bắt đầu cái thân chính nó xuống đây, nó ngã qua. À, bắt đầu thấy một cọng rễ rồi. Có rễ rồi nha. Rễ của nó nữa nè.
trên này đã có rễ nè. Mà lấy một cây không đơn giản, mình phải lấy xung quanh, lấy cái nhiều cây khác thì mới lấy được cái đó. Là mình đánh từ từ chứ không là nó trầy rễ thì nó hư cây. Cái này cây dây leo. Cái chờ mồi còn cắt rễ tới đây, không cần lấy dài.
Ở đây thì khả năng lấy được nên mình sẽ cắt cái cành đó, cắt nhọn cành.
và kỳ thứ tư anh cũng đã lấy xong. Cái này hàng to, cốt đặc biệt là cốt đặc không bị bọng lũa. Rễ đế nó quá trời luôn, mà nó ẩn dưới này này, rễ nó này. Làm cục là cái này mình lấy bầu được, mình giữ nguyên bầu, mình không khai thác ra luôn, cứ giữ nguyên như này. Tuy to nha, này, thân này to quá to, nó cao lên tầm 80 đó. Cái này cũng là cây cuối video, như này mình sẽ bắt đầu xuống núi. Này làm dáng bạc phong, gió lùa, lùa qua mình bên này cũng hay nè. Thân nó vươn tới mà cành nhắm mình lùa qua một bên, tạo cây gió lùa, cây dáng bạc phong. Cây này mình cũng báo giá cho mọi người, mình giữ nguyên bầu luôn. Cây này nó to nặng nha, chứ không phải là nhỏ nè. Cây dáng cũng rất là hay, mình xin báo giá cho mọi người là 850 bao ship nha. Cây nào có luôn bầu, nó cũng phí ship nâng cao lắm. Phí ship với chi phí gói hàng nó cũng nằm mức nửa tiền này. 850. Cây to này, rễ đế này nó rất là nhiều, rễ nó này. Nhưng mà nó mình giữ được bầu này, mình cũng không phá bầu ra. Mọi người cứ trồng thời gian nó sống khỏe hết, ổn định hết thì soi đế ra. Và mình cũng dừng video tại đây. Mọi người xem nhớ like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình. Thì cây này là cây thứ tư, 850. Cây này là cây thứ hai, 900. Cây cũng to nha, cây này quét cũng nặng nha. Cây này thứ ba, giá 120 mini. Và cây này là đầu tiên, cây 900. Cây hàng cốt quái, rễ đế bạch tuộc. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp. Cái này cũng gần chân núi nên mình sẽ đưa xuống nó cũng dễ hơn những cái khác. Thì hôm sau chắc mình cũng quay lại chỗ đây, mình sẽ bắt đầu mình băng lên. Chỗ kia là có đường lên này.